sắp xếp rồi. Mẹ lên đi, nó bụng quá rồi. Hả? Mẹ lên nó bụng quá rồi. Ngày mới vợ chồng đi chào cả nhà nghe. Chào cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới làm việc thật vui vẻ nha. À, hôm nay vợ chồng mình sẽ nấu một cái nồi lẩu. Nồi lẩu đó kêu bằng là nấu nồi lẩu cù lao. Đó. Đây. Những cái thứ gia vị nấu lẩu cù lao hôm nay nè. Giờ mình có một loại trái tim nè, tim heo, gan heo, cật heo và là xương với lại miếng thịt nạc. Đó. Có thể tầm đó ha. Thịt bằm rồi em cuốn vô cái bắp cải nè, cộng hành vô. Bắp cải cuốn thịt bằm quán hành. Rồi, xin mời cả nhà cùng theo dõi video nha. Mình nấu cái nồi lẩu này sẽ ra sao. Cái nồi lẩu này thì trước giờ mình chưa có nấu lần nào, thì hôm nay lần đầu tiên mình nấu, chắc cũng có nhiều sơ suất lắm, có gì cả nhà xem mà thông cảm nha. Nó thiếu chút ý kiến thì mình ăn, mình thích ăn gì mình bỏ cái đó vô ha. Tại vì mình cũng có tham khảo, mình cũng thấy cũng có nhiều người nấu tùy theo sở thích thôi. Nè, mình có mua một miếng cái này là da heo khô đó. Rồi chút mình ngâm nước, ngâm nước ha. Rồi để em cắt này làm gì? Em trộn cho cái thịt bằm nè. Rồi chút mình quán vô cải. Quán vô cải rồi bắt đầu lấy cọng hành cọt rồi. Một cây ngọt ha. Cái này em trộn hết rồi chút. Nấu này có chanh dây nữa hả? Anh lộn chanh dây để lên nó nè. Rồi anh bắt đầu nước lên đi cho nó chương cho nó ngọt nước đi. Rồi thả nó vô luôn. Bây giờ mình sẽ đi nhóm lửa và bắt một cái nồi nước lên để nấu xương cho nó ra nước ngọt. Mình nấu xương cho nó ra nước ngọt. Với lại luộc thịt, luộc tim gan rồi cho chín sẵn hết. Hồi sáng thì mấy cái thứ này thì ở nhà vợ mình đã trụng nước sôi rồi, trụng bỏ nước dơ nữa rồi. Giờ chỉ cần đổ vô nấu cho chín thôi. Cái gì, hai mẹ con đâu rồi? Quạng quá hả? Quạng quá trời ơi, coi này nằm nè. Nằm con khỉ vậy là để bật cái ghế lên cho ngồi. Hả? À, con gái nằm vậy nè. Trời ơi. Nằm như con đại gia vậy. Con đại gia. Trời ơi, ai vô đây cho biểu nè. Thiệt có tình. Gia mày. Ai con nằm vậy đó. Hả? À, con chết để đó. Đây nè. Cả nhà xem nè, nằm xe nè, toàn ten vậy nè. Trời đất ơi, trời ơi, nịch vậy luôn hả? Mấy con chết này bất tử không biết nữa. Nằm giờ nè. Thiệt tình. Thôi em sửa con ra đi. Mở dây ra. Trời đất ơi, cột nhỏ như cột con heo vậy. Mày nghe thì chứ. Hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa, hai ta chung lối mộng. Giọt đi, khó lắm rồi, đi chơi đi. Cái đồ em thịt em niêm cho nha. Thịt là em niêm như vậy rồi phải không? Xong rồi đó, để đó chơi. Bây giờ anh nấu nước là anh để mấy cái kia luộc hết luôn phải không? Mấy cái kia luộc hết luôn. Nè, đây là tim heo nè, thịt nè, xương nè, gan thì vợ mình hồi nãy nói đã lựa, hồi sáng đã luộc cho chín luôn rồi. Mấy cái này thì chưa chín, mới trụng thôi. Thì một hồi mình để cho bếp nó cháy rồi mình sẽ thả vô trong cái nồi nước. Nè, bên đây thì có bắp cải nè, củ cà rốt, củ cải trắng nè. Hai bắp cải luôn. Dưới cải ngọt, nấm rơm, dưới miếng thịt bằm. Đó. Đơn giản thôi cả nhà. Nè, cái tim nè mình thả vô luôn nè. Thịt nạc nè, cật nè. Như cật này mình luộc chín thôi chứ mình để ngâm lâu quá bị teo. Xương thịt. Và cái nồi lẩu này là ngọt ngay luôn á. Tại vì cái nồi nhỏ chứ không có bự, nhưng mà cái là xương thịt kiểu này là luộc ra rất là ngọt. Em lột đúng rồi. Ủa có cái dao bào đó chưa? Có. Bào cái củ cà rốt với củ cà trắng. Anh bỏ đồ vô hết chưa? Cái gì vậy? Rồi, thì xương thịt tôi lắm. Chút anh chút mình cái gì á, cái tim này mình cắt ra đây mình sắt. Đưa đưa mặt vô. Đưa đưa mặt vô tôi không bây giờ. Phải phải. Con ơi. Con gái ơi. Bỏ đây. Ta đem thao vô, bỏ vô.
nghe nó hùng cái quýnh quá trời, trời không biết để gì luôn á. Thật chết. Con nè, con Ngọc. Cha. Cha ngồi lại đi. Cha. Bảo luôn bây giờ bào để tao bào cho theo đi. Ủa? Bộ bào ngược bảo không được hay sao? Nè. Được. Ôi là trời. Bào tới cái thứ gì luôn nữa chứ ở đó mà bào không được. Biết rồi, bào được. Em bào xui chứ chưa chắc gì lẻ bằng anh nữa. Thì khá đợi thì để ngày mai em mua 2 củ bắt đầu bào, em anh bào đuôi. Thử. Cho cả nhà chấm chấm đi. Công anh này hỏi chúng mình chuẩn so với cái bắp chặn cọt á. Ai bán dần trăng đêm tàn mùa đông con ơi, chơi cái gì vậy? Đêm vắng bụi mưa ai lại làm thơ. Đập đông lạnh giá tấn gầy, mùi hương gia lê trang đài. Cho chúng mình nâu hôn nồng cháy. Kéo. Sao bóng người đi biển biệt nổi trôi. Thỏ nè thỏ ơi. Cái này là gì em hồi nhúng lẩu luôn hả? Đúng. Mong nhớ người yêu thơ thành mình tôi. Cái này mình làm ít thôi à. Còn ít em làm gì phải không? Vậy nhớ dành đúng thời gian. Người ơi. Giọng cổ. Chứ mà để nguyên gì mình lột cho mình cắt ra. Thâu trăng cho lòng con ơi đâu rồi chơi kiếm gì quạng ra. Nếu anh ra đi thì làm một cánh chim phiêu du giữa bến bờ xa kẻ là thì em còn ở lại đây như một pho tượng đá đang giữa hoàng cung chống lạnh nô buồn. Tại sao trời cắt tỉa đôi ngã đôi đường? Tại sao chúng mình không cùng về nhau nữa? Mình đã hẹn hò trên bao mối tình xa. Đêm nắm tay nhau bước chân người yêu, lòng đô lòng trong bản khúc tình ca. Chờ những đêm sương bạc trắng khung trời, ai đứa dắt dìu nhau trở về qua lối nhỏ. Bằng nhão vậy cha hả? Con có bị lát sao nói gì không? Tao cắt tao lựa rồi ông ơi. Lựa chưa? Đắp đây. Sáng xuân nay khi ra thăm hà nhận chiếc lá sang cành về cõi người ơi. Chín không? Ừ nãy giờ chín rồi, anh gắp ngay gắp ra luôn đi. Mình còn bỏ trong cái bộ lao này ăn. Nè anh bỏ tí muối rồi đó, ăn cơm dặn lại nêm đi. Nêm. Cho miếng đường luôn em ơi. Này phải dặn đường cũng được. Sao, tao mẹ nấu kìa. Sơn mình để tất cả vô mình. Mình sơn cái cho nó mềm hồi chút. Mình cuốn.
em lấy mấy cọng cải ha. Em cuốn mà con nó nhìn chua mỏ rồi. À, mình cuốn nó còn cầm hình lại. Cuốn thịt cột hành. Mấy cánh này? Từ bông 5 cánh á, muốn cho mấy cánh cho. 1 cánh, 2 cánh rồi đó. Trời, được nhiều cánh được ha. Cho nhiều cho. Ôi chú chả má ơi. Gì vậy? Kéo tay hay làm nè. Mà kéo tay hay phá hả? Trời, giỡn mà em. 5 cánh thì ra 5 cánh có gì đâu. Anh tỉa cho em con một câu luôn cũng được. Chịu không? Trời á. Sao có xanh xanh trắng trắng được. Đây bây giờ tụi mình sẽ chặn bông chặn hoa ha. Ngày đầu yêu nhau anh hỏi em câu rằng tiền tình sao em thì em nói em yêu tình. Tình là tiền. Ủa? Không biết này ra gì nữa. Kệ đi. Tên, 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 tên. Đây chúng ta có mấy cái bông mà không biết kêu bằng bông gì mà không biết nữa. Mình sắt xong rồi bây giờ mình sẽ để vô trong cái nồi nước súp luôn ha. Để vô cho nó chín cũng vừa tới thôi. Bây giờ mình để cái thịt hồi nãy vợ mình đã quấn cuộn với cải nè. Giờ mình để ra cho nó chín luôn. Cho chín thịt. Bây giờ mình sẽ gắp mấy cái cải ra luôn. Mấy cải nãy giờ để gắp cái chín nè.
Đây là cái dĩa thịt mực của mình mới vừa trụng cho nó chín xong rồi nè. Chải quấn thịt đó, chín rồi dùm đưa ra dĩa với củ cải nè. Để hồi mình để vô cái nồi lẩu. Giờ mình sẽ trang trí cái nồi lẩu cù lao của mình ha. Tim nè. Thịt nạc nè. Đây. Gan nè. Cạch nè. Thứ nghịch vô. Đó. Cái gì nữa ta? Tim, gan, cật. Còn mấy cái này là củ cải nè, sắp lên. Củ cải mình tỉa bông hồi nãy đó. Trang trí chút cho nó bắt mắt. Đấy, cái thịt cuộn bắp cải á, anh bỏ vô. Thịt cuộn bắp cải đó nè. Đó, mình để vô đây luôn. Cái mình ăn thêm mình để vô thêm sau. Chứ giờ mình để ở đây cái nồi lẩu này nhỏ, mình để vô nhiều quá thì nó sẽ bị da heo. Chặt lắm. Da heo bỏ vô luôn chưa? Da heo hả? Da heo luôn. Đây mấy miếng da heo nè. Đó, bây giờ mình sẽ gấp than để vô. Một cục than. Bây giờ mình sẽ múc nước mình đổ vô. Nước nó phải nóng gơm nha. Mới đổi lên cái nó đây, cái nồi lẩu của mình xong rồi nè cả nhà ơi. Đó. Mình đã chuẩn bị xong. Nè hả? Rồi mai 7 mũi, nó đứt một đường. Cũng không sao. Chuyện rồi giờ bà đi tái khám thành phố. Trời, ăn thôi. Ăn thôi, mời cả nhà. Thôi, mời cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn với gia đình nha. Ông gọi anh. Để đi múc ăn đi. Để ăn chị. Rồi, múc múc xác ăn đi. Đây. Ta làm múc ăn. Nè, múc vô. Lâu dữ mà cù lao à. Rồi. Lâu cù lắm. Cù lao hồi xưa tới giờ mà cù lao ông trưởng à. Mình đang còn màu mẹ hắn ở dưới miệt. Nè ông múc vô đi. Rồi.
cho chị nó chà ôm á, chà ôm á, nó có múc tô đâu, nó múc nguyên cái ca bự kế vô rồi. Tới tới tới, tới lại đi, em qua bên nậu đây nè. Trời ơi, lẹ luôn. Lẹ luôn. Lâu quá không ăn này. Xong. Nồi nóng hổi luôn. Nóng hổi, hôm nay cũng nóng hổi gì vậy? Cũng lâu không chữa. Bà Năm không ăn. Không, bà không ăn. Đây, mời cả nhà miếng tim nè. Kiên gan theo hỏi. Kiên gan nằm đây nhắc. Rồi, múc ăn đi. Cù lao. Ai nấu ngon dữ Út. Cái này là hồi tiên. Ai nấu vậy? Cái này luôn. Ngon á. Ngon á. Dạ. Ủa chưa, cái này chưa vậy lắm. Bảy thận nấu cái gì cũng ngon á. Nó mốt mở quán đi. Bắt hai mồi bén à. Mồi bén. Mồi bén. Dán bắt hai mồi bén rồi. Tôi ăn này lần nào chưa? Món này. Chưa. Quán lẩu Thanh Thận. Này cũng cái này cũng chưa lắm à. Là cụ lao, đám cứ lộ tầm cụ lao vậy không? Trên đám cưới đám cưới đám cụ lao. Biết nhiều bán gì cả. Nó chịu. Cụ lao rồi nè. Nãy con có để chín ở dưới luôn rồi đó. Dạ. Dứt ra. Dạ thôi, thấy ạ, cái cả nó đẹp không vậy tên? Khéo, đẹp khéo mà. Ai vậy? Tè. Ừ. Đây, bắp cải, dùng thịt. Qua lá hẹ rồi ha Cốt. Đẹp quá ha. Cái màu xanh này tự. Em dán chặn. Lại thiếu cái bát ăn tạm mấy chặn. Giờ dễ ăn. Dịp nào cả nhà rảnh nấu thử nha. Này nấu cũng lẹ lắm, không phải lâu. Nấu nồi nước xương nêm nếm vừa ăn rồi cái vớt ra sắc. Hấp thêm nước nữa. Ngon. Rồi em cho con cháu phải không? Rồi cũng xong, đến đây video của chị em mình cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo nha. Bye bye. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Bây giờ anh sẽ đi công chuyện. Em ở nhà thu dọn chiến trường ơi. Đi đi cưng. Mọi chuyện để chị lo. Yeah. Ngoan 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 ngoan. Dắt vợ cổ chạy.